suối em. Vâng, chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa Tam Uni và chủ nhà. Điểm 1-0. Tấn Phát, Tấn Mãi, Nguyên Phát, Phát Nguyên, Tâm Sì, Đức Anh, Hậu. Giải lịch hội thượng Trần Đề Sóc Trăng. Trời ơi trời. 3-0. Tại vì bắt là không được như lúc mình thấy bạn á. Đập bóng tốt. Kỹ kỹ ông Tài ơi. Kỹ kỹ ông ơi. Phát bóng không sang lưới. Tấn Phát quá tốt rồi. Tấn Phát gánh tem giải Hà Tĩnh mới về nha mọi người. Ai cũng được đâu, ai không chịu đâu, ai đâu nghỉ đi phải 468 gì đó chứ thứ hai cái chịu nổi. Ôi rồi sao được, sao đủ sao lại khách luôn sao nhé, khách luôn sao có sợ lại em chỉ cần em nhận hưởng thụ thôi, mọi chuyện để nó lo. Đập bóng tốt của Nguyên Phát. Ơ Phát, Phát Nguyên. Đọc lộn mọi người. Trong tem có Phát Nguyên và Nguyên Phát luôn mọi người. Hậu chạy lấy chai nước suối cho em. Nó lại luôn kìa. Kia nó lại luôn rồi. Đổi điểm cho chủ nhà. 3-6. Cãi gì á, cãi đi á. Chắn bóng chậm lưới. Đổi điểm cho Uni 7-3. Phát bóng ngoài. Phát bóng ngoài. Đổi điểm 4-7. Để có tiếp cho chủ nhà 5-7. Ai da. Đổi điểm. Pepsi đội nhà. Bóng ngoài. Điểm 9-5. Bóng ngoài. Trọng tài xác định bóng ngoài. Điểm tiếp cho Uni 10-5. Lỡ có bóng đèn. Điểm 11-5. Bóng tốt. 6-11. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bóng còn điểm tốt của Nguyên Phát. Đập bóng tốt. Phát bóng ngoài. 7-13. Bóng còn. Điểm cho đội vô đây 14. Bóng ngoài. Điểm 9-16. Quá tốt rồi. Không còn. Bóng tốt. Điểm cho đội chủ nhà 10-17. Điểm cho đội chủ nhà 11-17. Bóng ngoài. Điểm cho đội Dung đi 18-11. Điểm cho đội chủ nhà 12-18. Bồ mình nè. Bóng bóng quá hiểm. 13-18. Quá uy lực rồi. Hai trái đều bay ra ngoài hết luôn. Đỡ không nổi mà. Anh chị mày nhắn nè. Tôi không trả đâu. Trả đi chuyện này luôn á.
Lỗi. 15, 2 đội lui, điểm cuối. Điểm cuối cho Juni. Kết thúc set 1. Team Juni dẫn trước 1-0. Set 2 giữa chủ nhà và Juni. Điểm cho đội chủ nhà 1-0. Vinh bóng vào sân, phát bóng lại. Chẳng bóng tốt. Tấn Pháp. Quả tốt. Đập bóng tốt. Tấn Phát. Điểm cho đội Juni 3-6. Còn tấm si bóng vẫn còn. Còn bóng còn. Hay quá. Bỏ bóng tốt. Chẳng bóng tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao? Thế đâu tiếp tục. Đặt bóng tốt. Điểm tốt cho chủ nhà. Điểm cho đội hôm nay 6-11. Điểm 6-11. Bóng truyền miền Tây. Điểm 11-12. Uni đang giật điểm. Bóng ngoài 12 đều. Đâu làm gì? Đối cấp vậy. Phát bóng còn rất tiếc bóng không chặt lưới. Căng bóng chậm lưới. Phá bóng ngoài. Bóng còn. Thủ tốt rồi.
chẳng bóng tốt. Quá ngoài luôn. Tập 4 tốt. Đó bóng ngoài. Ai nói vậy? Hồi nãy ai nói vậy? Tiếp đã, tiếp đen hả? Rồi. Có người comment vô hỏi liền luôn á. Facebook tiếp đen á, thường là Facebook một mình. Mày đen luôn. Bằng giờ nào cha? Bóng con. Bóng ngoài. Điểm cho đội Uni 20-17. Hai đội lưu ý điểm cuối. Điểm cuối. Bóng không chân lưới, kết thúc chiều nay thắng 2-0.